Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay Nhật Thanh sẽ nói về cách làm sao mà mình chăm sóc cái cây ở nhà mình để cho sóc nó đừng có ăn trái. Nhiều khi cái cây mình trái nó ra rất là tươi tốt mà khu nhà mình quá nhiều sóc và quá nhiều chuột thì nó sẽ ăn hết những cái trái trên cây của mình. Thì trước tiên Nhật Thanh lúc nào trồng cây lúc nào cũng cách xa cái hàng rào hết, tại vì cái hàng rào nếu mà nhà các bạn có hàng rào thì đó là cái cơ hội cho những con sóc nó từ trên cây này nó nhảy lên cái hàng rào rồi nó nhảy qua cái cây của mình. Nên Nhật Thanh lúc nào cũng trồng những cái cây cách xa hàng rào và lúc nào mình cũng tỉa gọn, mình không có cho nó gần cái hàng rào quá thì sóc nó sẽ không có leo lên cây. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai rằng khi mà các bạn trồng cây mình Nhật Thanh có cái này chỉ cho tất cả mọi người xem. Thì Nhật Thanh thường hay sử dụng cái lưới này. Cái lưới này không nhận nó chặn những cái con nai, những cái con gì mà nó có thể chặn luôn những con sóc, con chuột luôn nha các bạn. Tại vì khi giống như rằng Nhật Thanh sẽ quấn cái lưới này xung quanh dưới cái gốc cây này thì khi các bạn biết không, con sóc nó nhảy nó bám khi nào mà cái chỗ nào nó có cái độ cứng và nó có cái độ dễ bám thì nó mới leo lên được. Còn cái lưới này nó bị chồng chền nhiều quá và nó rất là khó bám vào, nó vừa nhảy lên là nó sẽ bị rớt xuống rồi. Nên nó khi Nhật Thanh sử dụng cái lưới này Nhật Thanh đã thử nghiệm qua thì cái cây của mình con sóc nó không có lên ăn trái được nha các bạn. Không những mình sử dụng cái phương pháp này đối với cây ăn trái, cả thí dụ như cái vườn rau đi, nếu mà các bạn trồng cái khu, trong cái khu mình trồng trong cái khu rất là gọn, mình đóng những cái cọc xung quanh và mình giăng cái lưới này nè với độ cao khoảng chừng 3 feet xung quanh thì mình bảo đảm khu trồng cây các bạn không có chuột ăn và cũng không có bị sóc phá nữa. Thật ra cái lưới này cũng không có mất tiền đâu các bạn. Mình nếu mà mình mua trong lô thì họ bán tới 19 đồng 99 lần với cái độ dài bề ngang 7 feet và chiều dài 100 feet. Còn nếu mà mình mua cái này tại vì mình mua trong Walmart mà họ cuối mùa này họ on sale rất là nhiều, mình mua cái này có 7 đồng các bạn, dài tới 100 feet lận, rất là nhiều nha. Các bạn thấy nè, cái lưới nè, mình chỉ các bạn khi mình quấn cái lưới này mình quấn cao lên hơn khoảng 3 feet nha các bạn. Tại vì các bạn, tại con sóc nó nhảy rất là mạnh và nó có cái sức nhảy rất là cao, nên mình phải làm độ, mình quấn cái lưới mình để cao trên khoảng 3 feet. Mình quấn xung quanh cái cây của mình như vậy nè, mình quấn xung quanh và mình cột lại ở trên phía đầu á. Thì khi các bạn làm vậy á, mình quấn ở dưới gốc lên khoảng chừng hơn 3 feet. Thì các bạn làm như vậy thì con sóc nó không bao giờ nó lên cái cây các bạn ăn được đâu. Thì tại vì sóc á, nó phải đi từ dưới gốc. Thí dụ mà cái cây các bạn không sát hàng rào quá và không gần những cây lớn và cái cây các bạn thưa với những cái cây khác thì khi mình làm như vậy thì con sóc nó không có cách nào mà nó leo lên cái cây của mình được hết và con chuột nó cũng không ăn được nữa. Thì cách đó là cách bảo vệ cái cây ăn trái của mình thôi. Các bạn có thể thấy nè, cái lưới nè Nhật Thanh á quấn xung quanh cái cây nè, dài xuống tới dưới gốc luôn và phủ xung quanh cái gốc luôn.
thì như vậy á, con sóc á, nó không có thể nào mà nó vô cái cây của mình mà nó leo lên cái cây của mình nó ăn trái được nha các bạn. Phải nói rằng á, sóc và chuột á, là một cái nan đề á, làm cho mình rất là nhức đầu khi mà cái cây, tới cái mùa mà cái cây mình nó ra trái á, các bạn. Thì chỉ có cách này á, là cách bảo vệ cho cái cây của các bạn á, không bị những con sóc nó phá nha. Mình giăng lưới vậy nè các bạn, mình giăng xung quanh cái cây như vậy nè, và mình phủ dài ở dưới gốc nha. Nếu trong vườn mình á, trồng rau nhiều quá mà không có tập trung vô một chỗ á, mà cái cây đó hay thường bị mấy con sóc con chuột tới phá đó, thì các bạn phủ lưới lên. Thì mình á, xài cái cây này nè làm cây đỡ chính giữa. Cái cây này á, là mình mua trong lô Home Depot á các bạn. Cái cây này đỡ mấy cây cà, mấy cây ớt. Mình nghĩ chắc ai cũng biết hết. Thì mình làm cái điểm tựa để mình phủ cái lưới lên. Và các bạn thấy nè, Nhật Thanh á, phủ dài cho tới gốc luôn. Thì mình làm như vậy á, mấy con chuột, mấy con sóc á, nó không có ăn. Thì chỗ nào á, chỗ giáp nối á, thì các bạn nhớ khi mà mình muốn hái rau, hái trái á, thì mình chỉ cần mở ra thôi, rất là dễ dàng. Ở đây á, thì Nhật Thanh xài cái kẹp, kẹp cái đầu lại để cho gió thổi đừng có bay á các bạn. Thì cái chỗ nào các bạn nói á, thì các bạn kẹp lại như vậy, để khi á, mình mở ra mình hái rau hái trái rất là dễ. Và đây á, là cách bảo vệ cho chuột với lại sóc á, nó không ăn cây ăn trái của mình. Nhật Thanh chỉ làm thí dụ cho cô chú anh chị các bạn xem thôi. Nhật Thanh xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và cả nhà đừng quên ấn nút đăng ký và nút like cho Nhật Thanh nha. Bye bye, hẹn cả nhà kỳ sau, bye bye.